Vâng, nỗi lo đậu mùa khỉ thì không lớn bằng nỗi lo của dịch bệnh COVID-19, bởi vì đậu mùa khỉ là một bệnh không dễ lây và nó chỉ lây khi có tiếp xúc trực tiếp. Chính vì thế mà người dân cũng có thể phần nào yên tâm hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không được chủ quan với dịch bệnh này. Tuy nhiên quay trở lại với dịch COVID-19, thời điểm này là thời điểm mà các mũi tiêm tăng cường đã được kêu gọi để giúp cho người dân có thể phòng chống tốt hơn đối với dịch bệnh. Tuy nhiên thì không phải là quốc gia nào cũng đáp ứng được tất cả những vấn đề liên quan đến mũi tiêm tăng cường, và làn sóng dịch bệnh COVID-19 cũng đang có nguy cơ bắt đầu quay trở lại tại châu Âu, khi mà thời tiết khu vực này cũng đã trở nên mát mẻ hơn, trong khi các chuyên gia y tế thì cũng cho rằng chiến dịch tiêm liều tăng cường đang chậm lại. Bên cạnh đó thì nhiều người dân cũng chủ quan rằng dịch bệnh đã kết thúc. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hôm 5 tháng 10, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Liên minh châu Âu EU trong tuần trước là 1,5 triệu ca, tăng 8% so với tuần trước đó, dù số lượt xét nghiệm giảm mạnh. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết, số liệu vaccine được tiêm chủng hàng tuần trong tháng 9 vừa qua tại EU chỉ từ 1 triệu đến 1,4 triệu liều, ít hơn rất nhiều so với khoảng từ 6 đến 10 triệu liều một tuần ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả khi EU đầu tháng trước đã cấp phép cho hai loại vaccine tăng cường ngừa COVID-19, được điều chỉnh để chống lại các dòng phụ của biến thể Omicron là BA.1, BA.4 và BA.5. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến tốc độ tiêm chủng giảm có thể là do người dân hiểu nhầm về việc đã tiêm liều cơ bản và sau đó mắc COVID-19 là miễn dịch, nên không tiếp tục đi tiêm liều tăng cường. Ngoài ra, việc giới chức EU và Anh phê duyệt các loại vaccine tăng cường mới nói trên chỉ cho nhóm người nhất định có thể khiến người dân khó lựa chọn loại vaccine làm liều bổ sung.